đừng tiếc like và comment khi xem video này. Tử vi tháng 12 năm 2018 về âm lịch, năm hết Tết đến, con giáp nào dễ phát tài phát lộc? Hãy cùng xem tử vi tháng 12 năm 2018 về âm lịch của 12 con giáp để biết được ai dễ phát tài phát lộc trong tháng cuối cùng của năm Mậu Tuất này nhé. Một là người tuổi Tý trong tháng 12 năm 2018 về âm lịch. Về dương lịch là ngày 6 tháng 1 năm 2019 đến ngày 4 tháng 2 năm 2019. Về can chi là ngày Quý Mão tháng Ất Sửu năm Mậu Tuất, ngày Nhâm Thân tháng Ất Sửu năm Mậu Tuất. Về thiên can là Ất Mộc, địa chi là Sửu Thổ, đặc trưng là Thổ Mộc đại chiến, Thái Tuế là thiên can tương khắc, địa chi tam hình, vận khí cát lành. Tử vi tháng khởi sắc trên mọi phương diện, coi bói tử vi phương Đông trong tháng cuối cùng của năm Mậu Tuất, tuổi Tý gặp nhị hợp, vận khí cát lành thúc đẩy vận trình tháng khởi sắc trên mọi phương diện. Công việc cần phải giải quyết rất nhiều, độ cao khó khăn, áp lực cũng không ít. Tuy nhiên, bản mệnh dám nghĩ dám làm, dám đương đầu với khó khăn, lại thêm chút may mắn từ vận trình, mọi việc đều được xử lý hài hòa và kết quả khả quan. Tài lộc sáng hơn tháng trước, thu nhập tăng từ nhiều nguồn. Tuy nhiên, vẫn có hiện tượng phá tài, phải cẩn trọng trong đầu tư và kinh doanh. Về việc tình cảm của người tuổi Tý, người độc thân có nhân duyên khá tốt. Tuy nhiên, để tìm được tình yêu đích thực không phải là chuyện đơn giản. Có thể bản mệnh được mai mối hoặc giới thiệu của nhiều người nhưng tỷ lệ thành công không cao. Nên tốt hơn hết, bạn nên tự tìm kiếm lấy. Các cặp vợ chồng khó tránh lúc bất đồng hoặc mâu thuẫn, thậm chí phải đối mặt với nguy cơ có kẻ thứ ba xuất hiện. Nếu bình tĩnh và tỉnh táo xử lý mọi chuyện sẽ chuyển hướng tích cực hơn. Về phương diện sức khỏe, hãy chú ý dưỡng thận, ăn uống thanh đạm để giảm áp lực cho cơ quan này. Bên cạnh đó, cần điều chỉnh lại chế độ nghỉ ngơi và làm việc. Đừng tham lam ôm đồm nhiều việc mà ảnh hưởng xấu tới sức khỏe. Ra ngoài nên đi đứng thận trọng để phòng tai nạn về xe cộ hoặc hoạn huyết quang. Hai là tử vi cho người tuổi Sửu trong tháng 12 năm 2018 về âm lịch. Về dương lịch là ngày 6 tháng 1 năm 2019 đến ngày 4 tháng 2 năm 2019. Về can chi là ngày Quý Mão tháng Ất Sửu năm Mậu Tuất, ngày Nhâm Thân tháng Ất Sửu năm Mậu Tuất. Về thiên can là Ất Mộc, địa chi là Sửu Thổ, đặc trưng là Thổ Mộc đại chiến, Thái Tuế là thiên can tương khắc, địa chi tam hình. Mưu sự khó khăn, đòi hỏi phải nỗ lực gấp nhiều lần. Xem tử vi tháng 12 năm 2018 về âm lịch của người tuổi Sửu, thấy có nhiều dấu hiệu trở ngại, khó khăn trong công việc và làm việc gì cũng phải nỗ lực gấp nhiều lần mới tránh được tình trạng trì trệ. Việc tồn ứ. Về tài lộc có thu hoạch nhất định, nhưng vì kiếp tài ảnh hưởng khó tránh tiền bạc tổn thất, không thích hợp vay mượn hay đầu tư. Về sức khỏe của người tuổi Sửu, cần giữ ấm cho cơ thể, tránh bị hàn khí xâm nhập gây các chứng bệnh phong hàn, và chú ý khi đi lại du lịch công tác kẻo gặp sự cố bất ngờ hoặc hoạn huyết quang. Về chuyện tình cảm, duy trì ở mức độ ổn định là tốt, không mong thăng cấp bất ngờ, nhất là các cặp đôi đang yêu cần dành thời gian suy nghĩ kỹ càng trước khi tính đến chuyện hôn nhân hoặc đại sự, kẻo sau này phải hối tiếc. Ba là tử vi cho người tuổi Dần trong tháng 12 năm 2018 về âm lịch. Về dương lịch là từ ngày 6 tháng 1 năm 2019 đến ngày 4 tháng 2 năm 2019. Về can chi là ngày Quý Mão tháng Ất Sửu năm Mậu Tuất, ngày Nhâm Thân tháng Ất Sửu năm Mậu Tuất. Về thiên can là Ất Mộc, đặc trưng là Thổ Mộc đại chiến. Về địa chi là Sửu Thổ, Thái Tuế là thiên can tương khắc, địa chi tam hình. Công việc gấp rút hoàn thành, khó tránh khỏi những sai sót. Xem tử vi 2019 của 12 con giáp sang tháng Ất Sửu, về vận trình của người tuổi Dần lại có nhiều giảm sút hơn trước. Tuy nhiên, mức độ giảm không quá nhiều, về mọi phương diện đều vẫn gặt hái thành quả nhất định, nhưng không đáng lo ngại. Công việc áp lực khi mọi dự án đều phải gấp rút hoàn thành. Điểm tiểu nhân quấy phá ngày càng rõ ràng, cần hành sự khéo léo và tỉnh táo hơn. Đừng tin vào ai một cách tuyệt đối. Dù trong tháng chính tài ổn định, thứ tài cũng có chút may mắn, nhưng chuyện hợp tác làm ăn của bản mệnh không thuận lợi. Nếu hoạt động độc lập
thì càng tốt, tránh bị kẻ có dã tâm tranh giành cưỡng đoạt. Về phương diện sức khỏe, cần chú ý tới các vấn đề về tiêu hóa, nhất là tình trạng đau dạ dày, ăn uống không đúng bữa, lượng thức ăn không đồng đều, khi quá tải, khi lại quá ít. Và quan trọng nhất là áp lực tinh thần sẽ khiến các cơn đau dạ dày càng nghiêm trọng hơn. Về tình cảm, gặp trục trặc, có dấu hiệu kẻ thứ ba xen ngang phá hoại tình cảm, nên cần phải tỉnh táo đề phòng trong các mối quan hệ xã giao, duy trì ở khoảng cách với người khác giới, tránh bị người khác tác động đến việc ngoại tình, đe dọa hạnh phúc gia đình bạn nhé. Bạn nên biết và cần tham khảo thêm vận mệnh của người tuổi Dần theo tháng sinh âm lịch nhé. 4 là tử vi cho người tuổi Mão trong tháng 12 năm 2018 về âm lịch. Về dương lịch là từ ngày 6 tháng 1 năm 2019 đến ngày 4 tháng 2 năm 2019. Về can chi là ngày Quý Mão, tháng Ất Sửu, năm Mậu Tuất, ngày Nhâm Thân, tháng Ất Sửu, năm Mậu Tuất. Về thiên can là Ất Mộc, địa chi là Sửu Thổ, đặc trưng là Thổ Mộc đại chiến. Thái tuế là thiên can tương khắc, địa chi tam hình. Vận trình trong cát tàng hung, mưu sự hết sức cẩn thận. Xem tử vi chọn đời, trong tháng cuối cùng của năm Mậu Tuất, vận trình của người tuổi Mão có xu hướng nhẹ, tuy nhiên vẫn tiềm ẩn không hết ung họa. Mưu sự đề cao cảnh giác mới, không gặp phải thất bại. Về công việc, tiến triển khá ổn định, tuy nhiên ở thời điểm vì không tiết chế cảm xúc, bản mệnh để chuyện tình cảm xen vào công việc nên rất dễ phạm sai lầm. Về tài chính, chi tiêu trong tháng rất nhiều, trong khi các khoản thu mất cân đối. Thời điểm này lấy tích lũy làm trọng, hạn chế tiêu xài lãng phí, khoảng gì cần thiết mới ưu tiên, tránh tình trạng chi tiêu dồn dập trong một thời điểm ngắn, sau đó lại rỗng túi. Hãy chú ý ra ngoài mang ít tiền mặt, đồ quý giá kẻo bị kẻ trộm hỏi thăm. Về phương diện sức khỏe, cần chú ý các vấn đề về da hay họa huyết quang hoặc tai nạn xe cộ. Bên cạnh đó, hãy chú ý đến chế độ dinh dưỡng. Cuối năm tiệc tùng nhiều, rượu bia khó tránh, rất ảnh hưởng xấu tới thận. Về đường tình duyên thì cưới hỏi trong tháng có phần gấp gáp, người tuổi Mão có thể để sang đầu năm mới tiến hành cũng chưa muộn. Người độc thân thì nhân duyên khá vượng, tìm đối tượng phù hợp không khó, nhưng tình cảm đến khá chậm, cần kiên trì chờ đợi. Vợ chồng khó tránh khỏi mâu thuẫn, tranh luận vì chuyện con cái. 5 là tử vi cho người tuổi Thìn trong tháng 12 2018 về âm lịch. Về dương lịch là từ ngày 6 tháng 1 năm 2019 đến ngày 4 tháng 2 năm 2019. Về can chi là ngày Quý Mão, tháng Ất Sửu, năm Mậu Tuất, ngày Nhâm Thân, tháng Ất Sửu, năm Mậu Tuất. Về thiên can là Ất Mộc, địa chi là Sửu Thổ, đặc trưng là Thổ Mộc đại chiến. Thái tuế là thiên can tương khắc, địa chi tam hình. Vận khí thăng trầm, có dấu hiệu lừa gạt và lừa đảo. Do phương diện tương phá ảnh hưởng, vận trình của người tuổi Thìn xuất hiện không ít trục trặc, kể cả về công việc, tiền bạc hay chuyện tình cảm, có dấu hiệu bị người khác lừa gạt tiền của. Hãy cẩn trọng trong việc hợp tác làm ăn, kinh doanh buôn bán khá chật vật, tuy nhiên tài vận không đến nỗi quá tồi, vẫn có các khoản thu chính và phụ, vẫn có các khoản thu chính và khoản thu phụ, đều không phải suy nghĩ quá nhiều. Muốn ít đi hạnh phúc nhiều hơn, hãy học cách tạm hài lòng với những gì mình đang có, bản mệnh sẽ thấy tinh thần thoải mái hơn. Về sức khỏe giảm sút, trông thấy biểu hiện là thường xuyên đau đầu, mệt mỏi vì phải suy nghĩ quá nhiều. Ngoài ra hãy chú ý đi lại, xe cộ nên cẩn thận kẻo tai nạn. Bản mệnh nên theo dõi tử vi hàng ngày của 12 con giáp để chủ động đề phòng xui xẻo ập tới nhé. Về chuyện tình cảm, bằng mặt chứ không bằng lòng, nội bộ gia đình lục đục, mâu thuẫn nảy sinh giữa vợ chồng và cha mẹ với con cái. 6 là tử vi cho người tuổi Tỵ trong tháng 12 năm 2018 về âm lịch. Về dương lịch là từ ngày 6 tháng 1 năm 2019 đến ngày 4 tháng 2 năm 2019. Về can chi là ngày Quý Mão, tháng Ất Sửu, năm Mậu Tuất, ngày Nhâm Thân, nắng tháng Ất Sửu, năm Mậu Tuất. Về thiên can là Ất Mộc, địa chi là Sửu Thổ, đặc trưng là Thổ Mộc đại chiến. Thái tuế là thiên can tương khắc, địa chi tam hình. Vận trình bừng sáng nhờ tam hợp quý nhân nâng đỡ. Xem tử vi tháng 12 năm 2018 về âm lịch của người tuổi Tỵ, thấy vận khí hanh thông, vận trình bừng sáng nhờ tam hợp quý nhân hỗ trợ. Đầu tháng mọi thứ có vẻ trầm lắng nhưng dần dần sẽ khởi sắc. Về tinh thần làm việc hăng say, sức sáng tạo được
kích hoạt và phát huy. Hãy yên tâm rằng mọi thứ đang nằm trong tầm kiểm soát của bạn. Về công việc, tuy gấp gáp và có áp lực nhưng bản mệnh vẫn xử lý ổn thỏa. Thu hút sự tín nhiệm từ cấp trên và mở rộng cơ hội thăng tiến cho bạn. Về đường tài lộc, vì thế cũng có tiến triển tốt hơn. Người làm công ăn lương không những nhận khoản tiền lương xứng đáng mà tiền thưởng Tết cũng không hề nhỏ. Tuy nhiên tháng này chi tiêu nhiều, hãy cân đối tài chính ngay từ đầu tháng, tránh thâm hụt vào những khoản không đâu và mua sắm nên tiết chế, cái gì cần hãy mua, chưa cần thiết thì đừng lãng phí. Về tình cảm, tiến triển thuận lợi, vận đào hoa vượng, có lợi cho người độc thân tìm kiếm nửa kia của mình. Các cặp đôi trong giai đoạn yêu đương mặn nồng có thể tính chuyện hôn nhân và đại sự trong tháng hoặc trong đầu năm mới. Về phần sức khỏe của người tuổi Tỵ khá tốt, bệnh nghiêm trọng không mắc nhưng chú ý một số vấn đề về da, nhiệt miệng nóng do tiệc tùng bia rượu quá nhiều. 7. Là tử vi của người tuổi Ngọ trong tháng 12 năm 2018 về âm lịch. Về dương lịch là từ ngày 6 tháng 1 năm 2019 đến ngày 4 tháng 2 năm 2019. Về can chi là ngày Quý Mão tháng Ất Sửu năm Mậu Tuất, ngày Nhâm Thân tháng Ất Sửu năm Mậu Tuất. Về thiên can là Ất Mộc, địa chi là Sửu Thổ, đặc trưng là Thổ Mộc đại chiến, Thái Tuế là thiên can tương khắc, địa chi tam hình. Về sự nghiệp là quan lộ gặp phải trở ngại và có tiểu nhân đeo bám. Xem tử vi tháng của 12 con giáp. Tháng này người tuổi Ngọ đối đầu cục diện Sửu Ngọ tương hại, con đường phát triển sự nghiệp quan lộ không ít lực cản. Về công việc, áp lực tứ bề, tiểu nhân vây hãm xung quanh, nhất cử nhất động đều phải thận trọng. Về tài vận tuy sáng hơn tháng trước nhưng chủ yếu là thứ tài, gặp may mắn về kinh doanh, đầu tư ngoài luồng hơn là cơ hội tăng lương. Tháng này có dấu hiệu phá tài, hãy tránh xa các trò may rủi cờ bạc hay đỏ đen kẻo trắng tay nhé. Về phương diện sức khỏe, cần đề phòng ảnh hưởng của dương nhận hung tinh có thể gây ra những chấn thương chảy máu hoặc tai nạn xe cộ bất ngờ. Nam mệnh tránh xa các nơi tiểu sắc kẻo hao mòn sức khỏe hoặc gặp phải họa đào hoa sát, mất tiền vì tình. Về phương diện tình cảm, không như ý muốn, các cặp đôi đang yêu cũng nảy sinh các mâu thuẫn giận hờn. Chứ đừng nói tới những ai kết hôn đã lâu, một trong hai bạn biểu hiện ngoại tình hết sức chế xúc tình cảm, đừng để mọi chuyện đi quá xa. 8. Là tử vi cho người tuổi Mùi trong tháng 12 năm 2019 về âm lịch. Về dương lịch là từ ngày 6 tháng 1 năm 2019 đến ngày 4 tháng 2 năm 2019. Về can chi là ngày Quý Mão tháng Ất Sửu năm Mậu Tuất, ngày Nhâm Thân tháng Ất Sửu năm Mậu Tuất. Về thiên can là Ất Mộc, địa chi là Sửu Thổ, đặc trưng là Thổ Mộc đại chiến. Thái Tuế là thiên can tương khắc, địa chi tam hình, lâm tượng tứ hành xung, tứ bề áp lực và trở ngại. Xem tử vi 2018, người tuổi Mùi trong tháng Ất Sửu, người tuổi Mùi tương xung khiến vận trình bản mệnh ảm đạm. Về công việc tuy vẫn tiến hành đều đặn, không bị trì trệ nhưng không có sự đột phá, mà thời điểm này lại rất cần thiết những yếu tố đó. Bởi vậy, cần phải thay đổi cách thức làm việc để đẩy mạnh sự sáng tạo, biến ý tưởng chừng không thể trở thành hiện thực, nhưng lưu ý nên làm việc độc lập, tự lực cánh sinh, đừng mong ỷ lại người khác. Về vận trình tài lộc, trước sau suy thịnh, những nỗ lực từ đầu tháng sẽ mang về thành quả xứng đáng vào cuối tháng, vì thế đừng bao giờ bỏ cuộc giữa chừng mà phí hoài công sức. Về tình hình sức khỏe, có dấu hiệu suy nhược cơ thể, cần dành thời gian nghỉ ngơi nhé và bồi bổ cho sức khỏe, học cách buông bỏ để giảm bớt áp lực trong cuộc sống. Có như vậy tinh thần mới thoải mái. Tinh thần là yếu tố quan trọng và ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe của thể chất. Về phương diện tình cảm, xuất hiện mâu thuẫn, cãi vã liên miên. Tuy nhiên thời điểm năm hết Tết đến, vợ chồng chín bỏ làm 10, cùng nhượng bộ vì hạnh phúc gia đình nhé. Riêng người độc thân có vận đào hoa vượng nhưng đa phần là đào hoa dữ, cần nghiêm cẩn giữ gìn kẻo bị lìa gạt về tình cảm. 9. Là tử vi cho người tuổi Thân trong tháng 12 năm 2018 về âm lịch. Về dương lịch là từ ngày 6 tháng 1 năm 2019 đến ngày 4 tháng 2 năm 2019.
về can chi là ngày Quý Mão, tháng Ất Sửu, năm Mậu Tuất, ngày Nhâm Thân, tháng Ất Sửu, năm Mậu Tuất. Về thiên can là Ất Mộc, địa chi là Sửu Thổ, đặc trưng là Thổ Mộc đại chiến, Thái Tuế. Thiên can tương khắc địa chi tam hình, tâm tính thay đổi mạnh, ảnh hưởng nhiều đến phương diện. Bước sang tháng 12 năm 2018 về âm lịch, tình trạng của người tuổi Thân bất an, thường xuyên cảm thấy cô độc, không thích tụ tập bạn bè, sợ hãi khi bị gia đình gây áp lực. Chính vì thế mà các mối quan hệ xã giao rối ren, thị phi đầy rẫy, có cảm giác như cả thế giới đang muốn chống lại mình. Vì thế mà công việc gặp trục trặc liên tiếp, tài vận ở mức trung bình, các khoản chi tiêu phát sinh nhiều, nếu không khéo léo sắp xếp dễ rơi vào tình cảm vay mượn nợ nần. Dù sao tiền lương thưởng của Tết trong tháng cũng khá nhiều, yên tâm chuẩn bị đón Tết Nguyên Đán mà không phải quá bận tâm suy nghĩ nhé. Về vận đào hoa đang khởi vượng, người độc thân tranh thủ cơ hội tìm cho mình tâm người, tâm đầu ý hợp, chủ động là cách tiếp cận trái tim đối phương dễ dàng nhất. Bạn có biết chọn vợ phải chọn gái tuổi Thân mới chuẩn? Tất nhiên chủ động vẫn phải khéo léo, thô quá sẽ bị đánh giá thấp. Các cặp vợ chồng đều đề phòng kẻ thứ ba phá đám. Bản mệnh nên xem phong thủy hàng ngày để có được những ứng dụng phong thủy vào đời sống, để bảo vệ tình yêu hôn nhân bền vững. Về sức khỏe, ăn uống vô độ khiến các chứng bệnh về tiêu hóa tái phát, nhất là các chứng đau dạ dày. Vì thế hãy tiết chế lượng thực phẩm đưa vào cơ thể, đảm bảo duy trì cân nặng bình ổn, không bị tăng đột biến nhé. 10. Là tử vi cho người tuổi Dậu trong tháng 12 năm 2018 về âm lịch. Về dương lịch là từ ngày 6 tháng 1 năm 2019 đến ngày 4 tháng 2 năm 2019. Về can chi là ngày Quý Mão, tháng Ất Sửu, năm Mậu Tuất, ngày Nhâm Thân, tháng Ất Sửu, năm Mậu Tuất. Về thiên can là Ất Mộc, địa chi là Sửu Thổ, đặc trưng là Thổ Mộc đại chiến. Thái Tuế là thiên can tương khắc địa chi tam hình. Về tư tưởng được đả thông, làm gì cũng cảm thấy thuận lợi. Về vận trình trong tháng 12 năm 2018 về âm lịch của người tuổi Dậu, có sự biến chuyển tích cực, một phần nhờ quý nhân bán hợp đả thông tư tưởng, phần khác nhờ chính sự nỗ lực không ngừng. Tuổi Dậu gặt hái thành quả khá khả quan, đáng khiến mọi người khác phái phải ngưỡng mộ. Về công việc vẫn đối mặt với trở ngại, nhưng bản mệnh xử lý nhanh gọn, quyết đoán nên vẫn ung dung tự tại, không hề cảm thấy quá nhiều áp lực. Tài vận khởi sắc hơn so với tháng trước, tình hình kinh doanh buôn bán khá lý tưởng, đơn hàng tới tấp, người làm công ăn lương sẽ nhận được khoản tiền lương thưởng lớn trong tháng, không lo về vấn đề đón Tết Nguyên Đán. Tuy nhiên chi tiêu trong tháng phát sinh rất nhiều, cần phải có kế hoạch cụ thể để ra Tết không phải khốn đốn. Về sức khỏe của bản mệnh thì ổn định, không có vấn đề về nghiêm trọng. Người thể trạng yếu có thể mắc một số bệnh vặt nhưng triệu chứng nhanh khỏi, chú ý ăn uống tiệt tùng liên miên có thể gây tăng cân khó chịu, hạn chế bia rượu, chú ý lái xe cẩn thận kẻo xảy ra sự cố. Về vận trình tình cảm có sự thăng cấp bất ngờ, đôi lứa xứng đôi tướng chuyện cưới hỏi ngay trong tháng hoặc sang đầu năm tới. Người độc thân cũng mở rộng trái tim đón nhận tình yêu lãng mạn, đời sống hôn nhân hài hòa, gia đạo an yên, vợ chồng con cái hóa giải mâu thuẫn. 11 là tử vi cho người tuổi Tuất trong tháng 12 năm 2018 về âm lịch. Về dương lịch là từ ngày 6 tháng 1 năm 2018 đến ngày 4 tháng 2 năm 2019. Về can chi là ngày Quý Mão, tháng Ất Sửu, năm Mậu Tuất, ngày Nhâm Thân, tháng Ất Sửu, năm Mậu Tuất. Về thiên can là Ất Mộc, địa chi là Sửu Thổ, đặc trưng là Thổ Mộc đại chiến. Về Thái Tuế là thiên can tương khắc địa chi tam hình. Về vận trình hung cát đan xen, hãy thận trọng khi hành sự. Xem tử vi tháng 12 năm 2018 âm lịch của người tuổi Tuất, vận trình hung cát đan xen, có quý nhân hỗ trợ nhưng cũng có tiểu nhân phá đám. Vì thế trong các mối quan hệ xã giao cần phải hết sức khéo léo. Quân tử thì ta chủ động kết bạn, còn tiểu nhân ta ngấm ngầm tránh xa. Có như vậy thì mọi thứ mới yên ổn. Về tình hình tài chính không có biến động quá lớn, mọi khó khăn về khoản tiền có được trong tháng đều nằm trong dự tính của bạn hết, nên không phải ngạc nhiên nhiều. Về chi tiêu cuối năm nhiều, nó cũng nằm sẵn trong kế hoạch của bản mệnh, cứ yên tâm mà thực hiện, không phải lo lắng suy nghĩ quá nhiều nhé. Người độc thân vẫn phải mải mê theo đuổi sự nghiệp, đam mê cá nhân mà chưa muốn tính đến chuyện yêu đương.
cứ để tình cảm diễn ra theo lẽ tự nhiên, không phải nóng vội chỉ vì một vài lời hối thúc của gia đình hay bạn bè, bởi hạnh phúc của bạn do chính bạn nắm giữ đó. Trong tháng nhu cầu đi lại nhiều, người tuổi Tuất hãy chú ý an toàn giao thông nhé. Có trường hợp mình đi đúng nhưng kẻ khác đi sai, vô tình gây tai nạn đó, hậu quả không lường, hãy cẩn thận thì hơn. 12 là tử vi cho người tuổi Hợi. Trong tháng 12 năm 2018 về âm lịch, về dương lịch là từ ngày 6 tháng 1 năm 2019 đến ngày 4 tháng 2 năm 2019. Về can chi là ngày Quý Mão, tháng Ất Sửu năm Mậu Tuất. Ngày Nhâm Thân, tháng Ất Sửu năm Mậu Tuất. Về thiên can là Ất Mộc, địa chi là Sửu Thổ, đặc trưng là Thủ Mộc đại chiến. Thái Tuế là thiên can tương khắc, địa chi tam hình. Về công việc nhiều áp lực, dễ khiến tinh thần bất ổn. Về vận trình tháng cuối cùng của năm Mậu Tuất, khiến không dễ thở. Như tuổi Hợi nghĩ, về công việc đang trong giai đoạn gấp rút hoàn thiện, áp lực tương đối lớn đó. Thêm nữa, lại phải đối mặt với trợ lực gây bất lực cho phát triển về sự nghiệp, làm gì cũng phải nỗ lực gấp nhiều lần mới tránh được tình trạng trì trệ. Về tài lộc có thu hoạch nhất định, nhìn thấy rõ ở khoản tiền lương thưởng cuối năm. Tuy nhiên các chi phí phát sinh trong tháng cũng nhiều, không tính toán kỹ, càng rất dễ bị thâm hụt về tài chính. Bên cạnh đó hãy thận trọng cho người khác vay mượn tiền, bạc kẻo tiền mất tật mang. Về sức khỏe nhìn chung bình ổn, lưu ý giữ ấm cho cơ thể, tránh bị hàn khí xâm nhập, gây các chứng bệnh về phong hàn, và cẩn thận khi đi lại hay du lịch công tác, kẻo gặp sự cố bất ngờ hay họa huyết quang. Trong tháng đào hoa nở rộ có lợi cho người độc thân tìm kiếm đối tượng cho mình. Năm hết Tết đến, một mình lẻ bóng cũng tủi thân lắm. Nếu trái tim rung động, hãy mạnh dạn bày tỏ tình cảm để sớm thoát khỏi kiếp FA đeo bám nhé. Nhìn chung thời điểm này gia đạo an yên, vợ chồng hài hòa, không phải khổ tâm vì tình cảm nữa. Gia đình quây quần đón xuân năm mới bình yên và may mắn. Trên đây là những phần luận giải về lá số tử vi của kênh Kiến Thức. Vậy rất mong muốn các bạn hãy like hoặc chia sẻ cùng bạn bè để chiêm nghiệm tử vi này. Chủ đề tiếp theo của các bạn thích là gì? Hãy bình luận cho Kiến Thức về lá số tử vi nhé, hoặc like đăng ký kênh để cập nhật video mới nhất, nóng nhất của kênh Kiến Thức. Rất chân thành cảm ơn các bạn. Chúc các bạn có được những ngày vui vẻ và tràn đầy hạnh phúc. Hey, come, hey.